Trong 6 tuần vừa qua, chúng tôi luôn dẫn đầu trong bảng xếp hạng. Điều đó chứng minh chiến lược chúng tôi đề ra cho team là hoàn toàn đúng đắn. Chúng tôi đã chuẩn bị cho mình những quân bài bí ẩn, những chiến lược bất thình lình chắc chắn sẽ làm cho các đội tuyển khác không kịp trở tay. Team Flash là một trong những ông lớn của làng Free Fire hiện tại, nhưng lối chơi của họ dễ bị bắt bài. Box Gaming là một đội tuyển rất là mạnh, họ có một lối chơi rất là hổ báo. Điểm mạnh của họ đó chính là thanh nhã, nhưng đồng thời đó cũng chính là lỗ hổng mà bất kể đối thủ nào cũng nhìn ra. Team Flash hay cầu sinh sự may mắn của thằng Bo, nhưng những người có khả năng thật sự thì không làm điều đó. Box Gaming bảo chúng tôi may mắn, nhưng không làm mà đòi ăn thì ăn cái top 3 như mùa trước đi. Team Flash và Box Gaming chúng tôi đã vòng vo khá là lâu từ 2019. Bây giờ Team Flash gọi, Box có dám trả lời. Với sự trở lại của tôi và Team Flash sẽ tạo nên một buổi chiều mới của Free Fire. MBC muốn trả lời chiếc số 1 từ gần của tôi. Ngon, nhiều đây mà lấy. Anh Nhã là số 1 sừng Việt Nam, còn tôi là số 1 sừng thế giới. Và lá MBC đối với tôi có nghĩa ngông phải chết. Đấu trường sinh tồn mùa xuân 2020, trận chung kết quốc gia diễn ra vào ngày 17 tháng 5 trực tiếp trên các kênh sóng của Garena Free Fire. Ấn đăng ký và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin và những trận đấu esports đỉnh cao.